Vâng, xin chào mọi người đã xem video trên kênh âm thanh của Triều Phát. Ở video ngày hôm nay giới thiệu đến các bác một cặp loa cây rất chất lượng của hãng Boston. Loa có model là HS460. Đây là loa chính hãng của Boston Mỹ các bác nhé. Vâng, lâu lắm mới về được một cặp loa chất lượng. Các bác quan tâm đến loa cây có thể xem hết video để biết tình trạng và giá cho cặp loa. Và vừa rồi em test một đoạn nhạc, cảm nhận chất âm rất là chi tiết, sạch sẽ, nghe tiếng trong vắt nhé, giải nào ra giải đó. Vâng, loa cây có chiều cao là 1m1 và cân nặng là 11 kg một chiếc. Tổng cân nặng cho cặp loa là hơn 20 kg. Và mỗi cây là có 5 loa trên một thùng. Tất cả có 8 loa bát và 2 loa jack. Jack đo mũi vải mềm và 2 loa bát ở phía trên, đó là bát 16 mà carbon gân cao su. Hai loa trên này là phát ra lời và nhạc. Và hai loa bát ở phía dưới, đó là hai loa bát cỡ khoảng 18. Hai loa bát này lớn hơn hai loa ở trên. Chức năng của hai loa ở phía dưới nó là chỉ tập tiếng bát không thôi. Đó là loa trầm hỗ trợ giải bát. Và loa về thì vẫn còn nguyên zin. Em mới giật e căng ra các bác nhé, vẫn còn bụi loa bám ở màng loa và gân của loa. Cái này các bác mua thì em sẽ vệ sinh cho, hoặc là các bác về tự vệ sinh. Hai loa phía trên thì khi nào bát nó đập thì nó sẽ thụt thò cái đầu này, đó, mũi loa nó là mũi cứng nhọn. Và tất cả các loa đều nguyên zin chưa tháo ra khỏi thùng bao giờ các bác nhé. Và trong tất cả các loa thì có một chiếc loa check này nó không hát, chiếc bên này vẫn hát bình thường. Vừa rồi em có test nhạc các bác vẫn nghe thấy tiếng tép đánh rất tốt. Nó là bên tép bên này nhé, tép bên này thì không hát này, đó. Thông báo để cho các bác biết tình trạng. Rồi tất cả các loa bát loa ở phía dưới đây vẫn còn nguyên zin và hát bình thường. Và loa check này thì em sẽ bán giá tốt để cho các bác về sửa, hoặc là các bác mua thêm loa check ở bên ngoài đấu vào để hỗ trợ thêm giải check. Đó, có hai phương án, một là các bác tháo ra mang cho thợ sửa. Thứ hai là các bác mua thêm loa jack ở bên ngoài lắp vào đỡ phải tháo ra để loa còn nguyên zin. Và loa về thì vẫn còn đầy đủ hai e căng, sạch đẹp, không bị rách. Phía dưới loa có chữ Boston nhé. Boston đây. Và lưới là họ làm khung nhựa rất là bền luôn, dẻo dai, các bác về có thể vệ sinh thoải mái luôn. Và thùng loa đời này họ làm là thùng nhựa. Thùng nhựa rất là chắc, nặng, càng lau càng bóng. Vâng, đây là để chỗ khi vận chuyển các bác bấu vào đây để có thể mang đi mang lại, bê lên rất là tiện lợi. Lỗ thông hơi ở phía sau.
và chân loa thì đã bị mất hoặc là bị gãy rồi và đã chế bằng chân inox đó, chân inox rất là chắc chắn vì là loa cây cao 1m1 nên là rất dễ bị đổ. Cái này nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ lắm, phía trước thì không vấn đề gì vì là cái chân nó chỉ ở phía sau thôi. Đây, bộ đèn Boston HS460. Boston USA. Và đời này thì hãng vẫn làm ở bên Trung Quốc. Tuy nhiên là theo công nghệ của Mỹ. Đó, tiêu chuẩn của hãng luôn. Nên chất lượng âm thanh vẫn rất bảo đảm. Đây là cầu bắt loa rất chắc chắn. Thùng nhựa rất là bền các bác nhé, tiếng bass đánh rất chắc. Và một đèn Boston HS460 này ở Việt Nam thì cũng rất ít thấy. Đây là trên trang eBay của bên nước ngoài. Cặp loa cổ điển, loa tháp sàn Boston HS460 có giá lên đến gần 10 triệu một cặp. Đây là cặp màu đen. Thậm chí có chỗ bán 10 triệu các bác nhé. Các bác mua bên eBay thì có thể mất thêm phí ship vận chuyển rất rất tốn kém. Đó. Và chất âm của loa Boston thì nó thuộc đẳng cấp rồi. Cho tiếng bass đánh êm sâu. Nghe cảm giác rất dễ chịu. Mở ở trong nhà tuy nhiên là ngoài ngõ hoặc ngoài đường nghe rất rõ từng tiếng đập một, đánh chắc gọn. Với cặp loa cây này các bác có thể để trong phòng khách hoặc là phòng ngủ vì nó gọn. Vâng, em vừa test nhạc thì nguồn phát chỉ là phát từ điện thoại và đánh bằng chiếc âm ly dàn của Sony thôi các bác nhé, không qua bất kỳ một thiết bị nào khác hoặc là nắp thêm trầm. Đó, đánh trực tiếp. Bác có âm đi chất lượng cao hoặc là nguồn phát tốt nghe còn hay hơn nữa. Tôi ra đi đi từ Nam về Bắc. Bán em để ở trên bài. Bác nào thấy được thì liên hệ theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện, khi có cọc xem kỹ trước khi liên hệ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.